Em thấy hầu hết những cái đứa người clip thường rất thông minh. Đại diện là em đây này. Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh Như Hiền và Tuyền. Thì con lợn kia giờ đang nằm ở trong nhà. Đấy, nó nghịch điện thoại trong nhà. Thì tôi dục trước có đi tắm cách đây khoảng 30 phút rồi. Nhưng mà nó vẫn cứ nằm đấy, không biết nó check cái gì. Đấy, không biết check hàng cái họ hàng nào, không biết đâu. À, mỗi lần tôi dục đi tắm ấy, thì đúng như kiểu là xin nó vậy. Này, biết là mình sợ rồi. Nhưng mà không thể để nó để ở đầu cỡ cổ như thế được. Đấy, thì hôm nay tôi đã nghĩ ra một cái trò trừng trị nó, gỡ nhục cho tôi và gỡ nhục cho anh em. Anh em thấy nó trộn tôi kiểu thương không? Em thấy thương không? Thương chứ, lại bảo không thương đi. Đấy, thì hôm nay tôi đã nghĩ ra cái trò vẫn là cái chiếc áo ngực thần kỳ này. Nhưng mà tôi không hiểu sao nhá. Lần trước màu đen, lần này màu đen. Cũng không hiểu sao bọn gái mà nó hay kiểu là mặc cái áo phông trắng ở bên ngoài ấy, nhưng mà nó lại mặc cái áo lót đen ở bên trong. Làm gì? Đú hả? Đấy, hôm nay tôi sẽ... Thôi, nó làm nào nhá. Đấy, thì ở đây tôi có một chiếc áo ngực thần kỳ màu đen và hai quả ớt teo. Thực sự là hai quả ớt nó teo rồi. Đấy, nhưng mà nó thực sự nó rất là cay. Thì anh em muốn biết tôi làm gì thì theo tôi. Đây, tôi phải trốn ở tận cái góc này đấy đúng không ạ? Không đập nó nghe thấy. Cái này cây ở đâu nhỉ? Để tạm đất đi. Đây phải teo quá. Ớt vào này chắc là một lép cũng phải sưng vù lên thành quái vật ba đầu ấy không ạ? Chả đùa ở đâu. Anh em xem và theo dõi cách làm nhá. Để về thử nghiệm với vợ mình luôn hay là người yêu mình luôn ấy, để xem phản ứng như thế nào. Đấy. Còn tôi làm này tôi xác định là tối nay là tôi ra đường rồi. Cứ làm cứ vui là được. Giờ nó gặp được cảnh này chắc nó giết tôi mất. Vào xem con lợn này đang làm gì. Chắc tôi phải đút vào túi nữa. Vẫn nằm đấy, chưa tắm à? Vội làm gì? Anh đi chơi, anh giục em 30 phút trước rồi đấy. Lại điêu. Điêu cái gì? Hai mấy phút trước thôi. Hai mấy phút, 3 phút là khác gì nhau? Khác, ăn ra này người ta gần 10 phút và khác không khác. Anh mới hiểu nhỉ? Em check nó Facebook rồi đi luôn này. Tắm đi nhá, đi chơi nhá. Anh đi ỉa cái đã. Điền. Hả? Anh ỉa xong ai mà tắm được? Thôi không ỉa rồi vào đái cái ra. Đái tạm rồi. Cái đái thôi cứ tìm. Lên lên nhá. Tắm luôn đây. Đây quần áo nó đây. Ở đây không mặc áo ngực à? Có ngực tôi mặc. Mặc áo ngực với chứ mặc vào đi chơi mà tắm xong đi chơi luôn mà. Lấy hộ luôn cái. Có nhiều nhỉ? Lấy hộ đợi tí ra dây lấy rồi. Anh nhá, áo anh để chỗ cái quần nhá, treo luôn cùng quần nhá. Tắm vào tắm thành nhất. Đứng dậy đi, vào tắm đi. Đây. Gần xong rồi. Check hết một lượt bản tin rồi mà. Hết một lượt bản tin nó còn loát mới liên tục mà em. Của em có ăn mới đâu, của em cũ này. Toàn 1 giờ trước. Bật mạng chưa? Bật mạng. Đây tắm đi. Còn nó trong đấy đây. Nani? Nổi khăn mà đi như bao giờ. Thấy khăn là đá mang vào ấy chứ. Đổi làm gì?
Không hiểu sao đau đầu thế. Đấy, hôm nay đã không nhìn điện thoại rồi nhá. Em chỉ nhìn máy tính thôi ấy. Nó khác nhau à? Cái điện thoại nó bằng cần này, cái máy tính nó bằng cần này. Chứ nghĩa là nó khác nhau rồi, nó giống nhau điểm nào vậy? Xem dùng điện thoại làm gì? Facebook đúng không? Nhắn tin gọi điện. Máy tính có nhắn tin gọi điện không? IQ vô cực. Lâu mình không mặc áo ngực cái sao nóng thế. Nóng quá. Ừ, nhưng mà trời nóng hay sao vậy? À không, hôm nay trời mát mà. Mát nay trời mát nóng. Thật đấy. Lâu mình không mặc áo ngực nhỉ? Nóng thật. Ngực đâu mà bây giờ người ta phải ngực to xong người ta mặc áo ngực xong người ta bị chật trội xong người ta mới nóng. Đây mình không có ngực mà mình mặc áo ngực rồi mình vẫn do hay mình mặc áo ngực nên là mình nóng. Chị làm sao không ngực làm sao này nhá, bưởi táo lê rồi cũng thành mướp mà thôi, kiểu bánh dày để trường tốn một thời gian hiểu không? Quên, tức tường. Đây nhá, kể cả em bây giờ và em 60 năm sau vẫn như này nhá, không thể chảy xuống rốn được, ai có hiểu không? Yeah! Người ta cần rất cái thanh xuân, có to một tí ta cần... To để làm gì? Nhỏ vô dễ thở. To em cảm giác rất... lấy tận cổ ấy, không thở được. Hiểu sao? Thế, mẹ nó ngực chứ. Rồng rồng thì cũng như mình cởi trần nhưng mà có gì đâu. Nani. Thôi đi. Ngày nào anh cũng cứ điệp khúc ngực nhỏ anh không chán à. Anh có biết mà bây giờ người lược lép còn đông gấp mấy lần người to không? Em thì còn hô hào một câu thôi nhá, cả tất cả mọi người lược lép tập vào đây nhá, lại còn đủ đẹp chết bọn người to. Nhưng mà em phải biết là bây giờ thường thường đàn ông người ta thiếu gì người ta thèm lấy. Không, anh không, anh nói thế thôi. Anh thiếu cái gì? Thôi anh vậy đủ là đủ rồi. Ừ. Em vậy là anh cũng đủ dùng rồi. Ừ, thế không có gì đâu. Mà em thấy hầu hết những cái đứa người clip thường rất thông minh. Đại diện là em đây này. Ui trời. Thường thường người ta đúng rồi, đó vẽ đồn rồi. Mấy đứa ngực to thì người ta thường nhìn ngực đầu tiên đúng không? Thì mấy đứa ngực nép thì người ta sẽ nhìn những cái đầu đầu tiên. Những đứa ngực nép thường mặt rất xinh. Thật. Thế bây giờ nhá, những đứa mà anh như anh nói nhá, có ngực thì nó sẽ nhìn ngực đầu tiên đúng không? Thì làm sao mà cảm nhận được cái vẻ đẹp trên khuôn mặt của người ta được nữa? Đấy, yeah. Không có ngực nó nhìn mặt đầu tiên. Yêu luôn cho lệ. Xinh. Mà sao mà cởi áo rồi vẫn nóng thế nhỉ? Hay là chảy nóng quá? Nóng chắc mồ hôi nó chảy ra bắt đầu là... Khiếp. Làm gì có ngực mà có mồ hôi em. Nói đi thì cũng phải nói lại. Nóng thật chứ. Đó là em cởi áo rồi mà. Qua đây nào. Tắm mặt thật là tốt đi, thằng nào kêu đau đầu. Em đau mắt, em không đau đầu. Ừ đau mắt thì cắm mặt vào đấy thằng kêu. Nóng. Thằng lì. Cái gì đâu mà nóng. Mà nó thấy nóng. Nóng ra nhiều nó sưng nó to lên. Được như thế chắc của anh to lắm. Chẳng phải của em. Nó bị béo mà. Anh to mà. Nhưng mà suốt ngày anh bảo là nắm gãi rồi nó sưng đúng không? To hơn đúng không? Nhưng mà của anh nó bị béo suốt, có thể to hơn không? Có. Sại hơn. Nó dài hơn. Ngực người ta căng phồng, còn của mình là nó theo chiều hướng chỉ. Đã tao cũng mặc áo ngực rồi, lấy hộ người ta làm gì, nóng chết chắc. Bây giờ anh cảm giác nóng không?
Nóng không ạ? Trông nóng. Nóng kiểu gì? Rát. Nóng lại còn rát nữa. Em trong mồ hôi nó chảy ra nó vào cái gì đấy chứ? Cái gì đấy? Em có bị xước cái gì đâu mà cái gì đấy? Mới mặc có một phút nhá. Mình kiểu theo quận tính ấy, lạnh co vào nó nóng nó lở ra ấy. Trời này là trời lạnh, trời này còn nóng lắm. Ừ, nhưng mà hiện tại thì ngực em đang nóng đúng không? Như thế nó phải lở ra đúng không? Điều đáng mừng ấy, có khi nó đang dậy thì ấy. Khiếp, tầm này vẫn dậy thì chỉ hơi nguy hiểm, thành quái vật bắt đầu mất. Có khi là bắt đầu phân nó bắt đầu nó phát triển. Ngực phát triển cực đại rồi. Cực đại. Bằng cần đấy là tốt. Khiếp, đề cao tinh thần dân chủ thế. Cực đại mà nó to lại hẳn màu của tranh. Đỏ luôn rồi khiếp. Đỏ á? Ờ. Cho xem đi. Hả? Áo mới mà, áo cũ đâu. Ở ngực cơ mà. Ngực ta khép cuối xuống người được. Hả? Nó to, nó còn nâng lên không ngửi được. Mình cúi xuống, thấy mẹ nó gớm. Sao? Cúi xuống, cúi tất cả. Cúi xuống. Nóng lắm không vậy? Nóng lắm. Khả năng em phải đi tắm lại rồi. Đấy, thế mà trước em bôi vào thịt của anh. Bôi cái gì? Em biết cảm giác nó sưng hai cái bìu lên không? Bôi cái gì? Mình bôi ớt vào thịt anh đây. Liên quan gì đến việc... Thì hôm nay... Quá anh phải sưng hai cái biểu luôn cơ. Hay. Sưng là sao được, em có thấy sưng hơn tí này không? Em phải thấy nó đỏ thôi. Nó đỏ. Nó đỏ là tốt. Thực sưng mà. Ừ, không biết là chơi là khốn nạn. Sưng cái gì? Bôi bôi ớt vào chim không? À, bôi ớt vào xịt xong nó dính với chim vô sinh nhỉ? Thế vô sinh chưa? Đã thử thôi mà biết. Thế thử không? Rồi, mấy này mệt lắm. Tôi yếu. Thử không? Thế chứ lại không còn gì để nói luôn ý. Hay mà. Ra nào, nào cũng rát cái gì nữa. Được anh mà, em cũng không có ngực nên chắc là cũng cảm giác là nó cũng bớt bớt. Em mà không ngực nữa thì chắc là hôm nay phải xé xác hay là làm đâu rồi đấy. Mặc áo ngực chưa kịp chạm mà véo. Chạm rồi. Dĩ nhiên nó phải chạm thì mới có cảm giác là nóng, người ta mới cởi ra chứ. Wow. Ơ, học cái gì? Hả? Học cái gì? Sáu cái năm sau đứa nào đứa đẹp dĩ nhiên là vẫn là tem ngực lép rồi đúng không? Kinh dừng cái ngực lép lên ngồi thế, nhưng mà cái tác dụng ấy anh nghiên cứu rồi, anh cứu ở trên Google rồi, là ngực lép là cái bọn ngực lép thường rất là dâm đấy, thường làm chuyện này rất giỏi. Làm chuyện ấy rất giỏi. Anh thật lâu vậy. Kinh nghiệm lâu là được nhưng được, nhưng mà mỗi suốt ngày chẳng thế, những đứa to bao giờ bị ai đánh đâu. Đánh người khác. Bọn đứa to là nó dùng roi da nó quật. Anh đâu? Em gì tắm đây. Tắm mạng đi, không tí nó sưng mù rồi. Dạ. Đấy, công thấy chưa? Tôi dã vào hai quả ớt rồi mà cảm giác nó không hề hấn gì công ạ. Đấy thì tôi đang nghĩ đến cái trường hợp đấy, công phải cảm giác là ngực nó lép ấy. Đấy thì tôi nghĩ là cái áo lót đấy nó mặc vào nếu thì nó chưa chạm được tới cái áo hay sao ấy, tôi không có một cái tác dụng gì cả. Buồn đấy, anh em nên cân nhắc nhé, trước khi mình làm cái gì hay là mình chôn cái ai ấy, đấy thì cân nhắc xem là người ta có ngực hay không nhé. Ha 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 ha